nhưng mà nó có sự khác biệt rất là lớn luôn. Một con sẽ là một ngựa và một con sẽ là hai ngựa. Cho nên mình xem thử là tại nó có sự khác biệt như vậy ha. Đầu tiên thì mình sẽ qua cái con này. Con này sẽ là thông dụng hơn con dòng này, bởi vì dòng này mới về. Con này thì dòng Temat này sẽ đã về được khá là nhiều công hàng. Và dòng này sẽ phù hợp cho những anh mà làm gia đình, kiểu như là xịt bụi nè, hay là bơm xe đồ, rất là tiện lợi luôn. Hoặc là cái con này nó cũng phù hợp cho những anh mà bắn đinh ngắn á, loại đinh ngắn mà là bắn đinh gỗ á, thì được ha. Tại vì có anh khách mua con máy này và phản hồi cho em là như vậy ha. Thì đây, một dòng máy với 12 lít có một ngựa lên hơi, thì lát nữa em sẽ bật lên cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua một cái dòng máy Temat này. Temat là cũng là một dòng của Đất Tông, nhưng mà nó sẽ chạy theo phân khúc dòng giá rẻ cho anh em. Có nghĩa là dòng này nó sẽ là rẻ hơn cái dòng này. Rồi tiếp theo thì nó hai con này đều là bảo hành 6 tháng cho mọi người. Và đây là một con máy với một cái motor như thế này ha. Rồi một đầu ra, có một đầu ra nha. Đây, đó, mã này sẽ có mã là TM560 ha. Một cái lỗ thở như thế này sẽ giúp cho con máy cực kỳ êm cho mọi người luôn. Rồi, trước đằng trước này nó sẽ có một cái đồng hồ như thế này. Nó sẽ có một cái đồng hồ như thế này ha. Và đây sẽ là một cái công tắc bật rất là tiện lợi cho mình luôn. Rồi, ok chưa? Và đây là một con máy của Đất Tông. Mọi người nhìn sơ qua cũng thấy được dòng máy này nó xịn sò hơn rất là nhiều dòng máy này ha. Bởi vì dòng máy Đất Tông này sinh ra để làm cho các anh làm thợ và phun sơn được luôn. Lượng hơi của nó lên khá là đều, cũng như là lên nhanh cho những anh làm thợ bắn đinh hay là phun sơn, rất là tuyệt vời. Và sơn là sơn BU được luôn nha. Tích hợp hai cái lỗ thở như thế này sẽ giúp cho máy êm hơn rất là nhiều so với con máy này. Tiếp theo thì nó sẽ có một cải tiến hơn, là con máy này nó sẽ có một cái đồng hồ. Đồng hồ này có nghĩa là đồng hồ hiển thị cái gọi là dòng điện của gia đình. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì hai thành phố này luôn luôn là có dòng điện 220 đổ lên hết, cho nên là mình không cần phải quan tâm tới cái dòng điện này. Nhưng mà những anh mà ở trên ở vùng cao hay là ở gần biển thì cái này rất là quan trọng luôn. Bởi vì khi mà con máy nén khí mà nó có một cái dòng điện đi vào quá thấp thì làm cho con máy, một là có thể là xài được, nhưng mà nó sẽ làm cho con máy rất là dễ bị nổ. Cho nên rất là cần có cái đồng hồ này ha. Tiếp theo thì con này nó cũng có một cái đồng hồ để mọi người có thể thấy được là lượng lên khí của con máy này là bao nhiêu ký ha. Rồi có một cái đầu ra y chang con máy này luôn ha. Thì dòng máy này sẽ có mã là DKAC3912, dòng mẫu mới của 2022, có hai ngựa 1.500W nha. Rồi bây giờ em sẽ cùng nhau lên hơi thử con máy này để mọi người xem thử có sự khác biệt như thế nào ha. Đầu tiên em sẽ lên hơi con Temat. Rồi bây giờ em sẽ test thử con Temat cho mọi người xem nha. Rồi 1, 2, 3. Dòng máy không dầu cho nên là máy chạy khá là êm nha cả nhà. Một con máy nén khí Temat, bây giờ em sẽ bắt đầu chạy thử dòng Đất Tông này bao nhiêu phút nha. Đây là hiện tại bên em là điện rất là mạnh, 232 nha, bắt đầu nha. Vô nào. Đây đang không nha. Được. 1 2 3.
mô Phật. Wow mọi người ơi, 25 giây là em chưa kịp bấm á. Chứ nếu mà em bấm kịp thì chỉ là 22 giây đầy bình. Có nghĩa là con máy này nó chỉ có 22 đầy bình và con máy này là 1 phút đầy bình. Đó, mọi người thấy có sự khác biệt chưa? Thì dòng này là hai ngựa và dòng này là một ngựa. Cho nên là mình đừng so sánh hai con này bằng nhau 12 lít mà lại giá lại trên lệnh như vậy nữa nha. Ok. Rồi. Sau khi mà em đã test con máy T-Max với 1 phút và con Dettong là 22 giây đầy bình thì bây giờ em sẽ báo giá cho mọi người xem nha. Một con T-Max sẽ là 1.990.000, đang giảm còn 1.800.000 cho dòng sản phẩm này cho tới từ hôm nay tới cuối tháng 12 nha. Không biết là hiện tại là nếu mà số lượng hết thì bên em cũng sẽ nhập công hàng mới thì giá sẽ lên nha. Cái này thì em không dám nói trước. Tiếp theo thì con máy Dettong này giá của nó là 2.550.000, trên nhau hơn 500.000, cho nên mọi người xem thử mọi người phù hợp với con máy này. Bây giờ mọi người thấy con máy nào phù hợp chất đơn ngay con máy đó cho em ha. Con này 12 lít rất là hiếm trên thị trường hiện nay luôn. Từ giờ tới Tết thì hiện tại thì chưa có cái thông tin là Dettong sẽ về hàng tiếp, cho nên là mọi người thấy con video thì nhanh tay chốt đơn nha. Với số bên trên hoặc comment bên dưới, địa chỉ thì em để đằng trước màn hình. Và em sẽ có một chi nhánh nữa là 1095 quốc lộ 1A phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.